Xem ra ở đây đã lâu không có người ở. Chúng ta sẽ làm phép ở đây để tìm ra pháp sư người là ai. Tại sao lại là một con dê? Tại sao lại là một con cương thi con thế này? Làm sao? Chúng ta có bùa để đối phó. Hay quá. Cố lên đi nào. Ngô Nghĩa, anh ta đã bị thương rồi, để hắt hả, mau lấy máu gà cho anh ta uống đi. Hãy cho anh ấy uống nhanh lên nhé. Đứng lên. Cứu thế giới. Ngô Nghĩa, hãy đi. Cảm ơn anh nha. Mở đi giúp anh ấy đi. Buông tay ra đi, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc. Buông tôi ra đi. Ngô Nghĩa. Ta tưởng là ai đang chiêu hồ ta, thì ta là bốn đứa nhất này. Người là ai? Pháp sư vô. Đây là đâu? Đây là động phủ của ta. Cái gì động phủ? Là cái ổ chim thì có. Cái gì? Vì dám ăn nói với ta như thế.
Như hấu. Cậu làm sao đi? Phải tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi nào, Như hấu. Đây là đâu vậy? Tôi chẳng là địa bàn của pháp sư chơi đấy. Cảm ơn chị lần trước đã cứu tôi đã quên chuyện đó rồi. Còn tôi thì không bao giờ quên. Tôi sẽ nghĩ cách cứu cặp người. Đi đây. Tiểu ngủ. Xin Quan Thế Âm Bồ Tát hãy phù hộ cho con trai của tôi. Nếu như có phải tiếp gì đi nữa thì xin hãy giáng xuống đầu của tôi mà tha cho con trai của tôi nhé. Thôi mấy đứa nhỏ này nó đi đâu ấy nhỉ? Tôi cũng đã bị mất hết một con cương thi đấy. Và mất đi một chắc là đi tìm người chủ đã gửi tấm thiệp đó. Tôi sợ nhất là cái vụ này đó. Ông Kim, ông Kim à, chết rồi, lời này lớn chuyện rồi. Đại tướng hạ mệnh lệnh nói đến giờ rồi thì phải đi tìm giải phá cái vụ án của cương thi, nếu không thì cắt đầu tôi đó. Thì tôi cũng đang nghĩ đây nhưng mà không tìm ra cách nào cả. Có, cách duy nhất là phải mời sư đệ của anh Lão Hoàn Hợp. À, anh lại cầm cái trong này đi tìm sư đệ của tôi, Lão Hoàng Đồng. Ông mà nhìn thấy cái này, nhất định sẽ theo anh đến đây. Lý Hoàng Gũ. Cái trống này đấy à. Lão Hoàng Đồng. Hoàng Dương đạo trưởng, anh hãy tìm con trai cho tôi nhé. Cứu con với Thiện Nhi. Hoàng Hoàng Dư Hấu. Dư Hấu. Nam Phong. Phía Nam. Không sai đâu. Tiểu Giang Sư. Tiểu Cương Thi. Đứng lại. Hình như nó biết điều gì đó và muốn nói với chúng ta. Đến đây. Đi. Đến đây. Nào, tạm biệt. Cái này của Hồ Học mà. Tiểu Cường có lẽ đã gặp đại cương thi rồi. Chắc là họ đã bị pháp sư bắt đi rồi. Hèn chi khi tôi làm phép không thể thấy họ. Ông Kim không biết đưa cái trống này cho mình để làm gì nữa. Ở đây sao mà nó lạnh lẽo thế?
一样的。 sao giống thế? Cửa đã đóng rồi. Mời vào. Mời ngồi. Mời dùng trà. Chuyện gì đây? Sao lại kỳ lạ thế? Chết tôi rồi, cháy mâm tôi rồi, chết rồi. Anh có người lớn không vậy? Người gọi ai là thằng nhóc? Tôi gọi ông là lão Văn Thống tại sao? Không biết cái ông lão Văn Thống có đây không vậy? Tiểu ngũ. Pháp sư chuẩn bị làm phép để khống chế các người đấy. Thế phải làm sao? Thì không chế là chết đấy. Tôi chụp cái đá thuộc xa nữa. Tôi đang cấp cái loại thuốc tinh thần này. Ăn xong rồi á, thì sẽ không bị tiếp tục của pháp sư ảnh hưởng. Thuốc tinh thần này, ăn xong rồi sẽ không bị ảnh hưởng à? Khoan đã. Anh làm sao biết được họ lại khống chế chúng ta chứ? Chúng ta phải giữ được ý chí của chúng ta để chống lại mọi cám dỗ và khống chế. Pháp sư có pháp lực rất mạnh, các người không đấu lại đâu. Tiểu ngũ đây đúng đấy. Chúng ta không chống đổi về hắn đâu. Chúng ta phải cuộc một phen thôi. Các người ngu lắm, tại sao lại tin thằng nhóc này? Phải tin tôi đi, uống giờ đi. Tôi không uống, tôi phải xem hắn phải giữ cho gì. Sau đó để tôi trả thù. Sao không có người vậy? Cái thằng nhóc này sao lại đánh tao mạnh như vậy? Sao sẽ cho nó biết tay?